Chiều hôm nay em lên clip một con cái mẫu Bombay nha anh chị, mẫu độ đó, thì bò này đang chữa 5 tháng đó, thì con đực co bê thì tầm 7 tháng đó, thì bò này thì đó đực co bê con nó lên vậy. Những con mẫu độ thì để những con đực pin nha anh chị, đó thì anh chị tham khảo đó, thì có những cần bò giống, bò chữa, bò bán bò thịt, bò nuôi, bò cạo gì đó thì liên hệ trao đổi anh chơi đó, quá pin anh chơi đó, tình trạng đói, tình trạng đòn dài, tình thúc anh chị đó, bao lực đó, thì anh chị gần xa thích thì liên hệ trao đổi anh chơi mua bán. Bò thì bao ăn uống bao tật lỗi, con nào cũng ăn uống giỏi anh vậy. Cấp mình con nào nói vậy đó. Thì anh chị gần xa có cần cặp bò đực hay là bò chữa thì liên hệ trao đổi mua bán anh chị ơi. Đó, thì anh chị thấy clip hay kênh hay cho em được đăng ký chia sẻ. Bò này thì đẻ tầm xa 5 con rồi nha anh chị. Đó, đang chữa lại. Thì mẫu này càng nuôi càng mà mát sữa anh vậy đó, nuôi con mát sữa mau lớn, mẫu lưng đôi rồi mẫu độ nha anh chị. Xây tức chân móc hoàn thiện bao loại tới đẻ, chữa bao bê tầm gần 5 tháng anh chị.